Thưa quý vị, sau khi tiếp nhận 14 xe vận chuyển vaccine chuyên dụng từ công ty cổ phần ô tô Trường Hải, vừa qua Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức giao nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia vận chuyển vaccine phục vụ chiến dịch tiêm chủng toàn quốc phòng chống COVID-19. Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu mỗi cán bộ nhân viên phân đội vận tải phải nắm vững nguyên tắc kỹ năng điều khiển, vận hành phương tiện và quy trình vận chuyển vaccine bằng xe đông lạnh, tích cực nghiên cứu, tìm hiểu, nắm chắc các cung đường cơ động, lựa chọn các tuyến đường thuận lợi, phù hợp để rút ngắn thời gian cơ động từ nơi nhận hàng đến nơi giao hàng, nhất là ở địa bàn vùng núi, giao thông đi lại khó khăn, thường xuyên bổ túc, rèn luyện nâng cao trình độ tay nghề, quá trình tham gia giao thông chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và các trang bị vật tư, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Cùng ngày, đội ngũ lái xe tham gia phân đội vận chuyển vaccine đã được các cán bộ giảng viên công ty cổ phần ô tô Trường Hải và trường cao đẳng nghề số 5 Bộ Quốc phòng giới thiệu, hướng dẫn kỹ năng kinh nghiệm sử dụng, bảo dưỡng xe, hệ thống thùng lạnh và cách xử trí, khắc phục các sự cố có thể xảy ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, khoang lái về hệ thống điều khiển thùng đông lạnh của xe chuyên chở vaccine.